Hi, xin chào chị và các bạn. Hôm nay em lại quay thêm hai cây N80 mới dầm dầm trong hộp. Nó có hai màu đen là bạc. Đây, hình ông Tây màu đen, hình anh Tây màu trắng. Đó, hai màu. Đó, thông tin của máy ghi rõ luôn, màu đen. Đó. Rồi, mở ra thử bên trong. Đó, hai màu rõ ràng. Pin đầu đọc thẻ nhớ đó, tai nghe con này nó có dây đeo luôn đó, dây đeo là cái bao đựng đó y chang bên dưới, có sạc cáp để đây vơ, con này cũng vậy luôn, sạc cáp. Có thêm cọng này nữa. Để đây đầy đủ. Rồi. Con này là mở mạng sẵn ra anh chị, bỏ sim xài. Đó, em quay cận cảnh. Cái này miếng canh ti chưa lột nè. Đó. Can xà beng. Đó, canh ti chưa lột luôn. Rất là đẹp. Một thời kỷ niệm. Ngày xưa cũng nhiều anh xài máy lắm rồi. Đó, màu bạc, con nào cũng mới nha anh chị. Em mở cái pin giùm đi nè, lùi xuống. Nó hồi hộp dữ vậy, mở nguồn, còn pin không biết nữa. Rồi, được rồi, mở thử cho mấy anh chị ở xa coi để hình dung cái máy thế nào. Đó, màn hình sáng đẹp. Nuga ngày xưa cái phần mềm nó mở lên chậm lắm. Đó, bây giờ mở nguồn phải như vậy. Lát mới vô. Ngồi chờ luôn nè. Đó. Nói chung mấy con này em test hết trơn rồi, chỉ bỏ sim xài thôi. Nên hôm nay em không bỏ sim nha. Đó, 206. 16 năm. Menu. Chức năng thì có đầy đủ như những máy khác. Có vô con lớn không? Ok. Camera coi. Trước đó, 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 thấy không? Như thế em, thấy em không? Em trong camera đây. Đó, đó. À, đây. Đó, về là bỏ sim mà xài phải nha chị. Chui xạ. Tai nghe. Thẻ nhớ. Nút chụp hình. Hai cái loa. Nút nguồn. Đó, giờ là bỏ sim là nghe gọi. Riêng máy nêu là anh chị mua là xài khỏi lo. Nó ít cái lỗi lắm. À, đen với bạc, cây nào đẹp, mỗi người một sở thích. Nhưng mà em thích màu bạc. Màu bạc nhìn nó sáng hơn. Còn nói chung là mỗi người mà thích, có nhiều người thích màu đen nữa, không nói được. Rồi, ok. Cảm ơn chị Clip nha. Anh nào mua, alo cho em 0966 19 19 19 0966 353 353. Gặp Bảo đẹp trai nhất ngành điện thoại cổ. Rồi, cảm ơn chị.